Yo 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 yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Cũng lâu rồi mình mới làm cái video review về nhân vật của Genshin. Và đây sẽ là video review về Fuyuna Thủy Thần nha anh em. Trong video này mình sẽ chia sẻ trung thực về trải nghiệm của cá nhân mình thực chiến với Fuyuna. Hy vọng rằng anh em sẽ tìm được thông tin hữu ích nhé. Ok, không làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ xin phép giới thiệu lại về cái bộ skill của Thủy Thần trên cái tài khoản này nhé. Về cái lời mời độc diễn này thì mình sẽ điểm qua sau. Mình sẽ bắt đầu trước với cái Salon Cô Độc, bởi vì cái này có thể liên quan đến nhau. Cái Salon Cô Độc này là một cái chiêu mà có thể gọi ra 3 thành viên Salon. Khi sử dụng chiêu E thì sẽ triệu hồi ra những con pet như thế này. Những con pet này thì có thời gian tồn tại lên đến 30 giây, còn thời gian hồi chiêu của cái chiêu E chỉ 20 giây thôi. Chúng ta di chuyển thì nó cũng sẽ di chuyển theo và nó sẽ tự động tấn công quái, ưu tiên tấn công những con mà chúng ta đang tấn công. Khi mà anh em sử dụng trọng kích thì nó sẽ đổi thành ca sĩ nước nguồn, và ca sĩ nước nguồn này thì có khả năng trị liệu cho nhân vật đang đứng sân. Cái khả năng trị liệu của ca sĩ nước nguồn này nó rất là xa nha anh em. Trên người của nhân vật sẽ có cái vòng sáng màu xanh. Khi cái vòng này xuất hiện thì chúng ta sẽ được trị liệu bởi ca sĩ nước nguồn. Ok anh em, đó là về chiêu kỹ năng nguyên tố nhá. Để đổi cái trạng thái Yuza và Numa thì chúng ta chỉ cần đơn giản là dùng trọng kích thôi. Và cái trọng kích này thì có thể sử dụng để đổi liên tục được. Theo mình thấy là gần như nó không có thời gian delay đâu. Anh em có thể đổi rất là thoải mái và linh động, giúp cho anh em đối phó với nhiều tình huống cần cấp ấn Yuzia hoặc Numa nếu cần. Ok, về chiêu quy chúng dân gieo hò thì cái chiêu này là cái chiêu búp của Thủy Thần. Nó có thời gian kéo dài là 18 giây và thời gian hồi chiêu là 15 giây. Năng lượng yêu cầu là khoảng 60 điểm. Với cái chiêu chúng dân gieo hò này thì nó sẽ có một cái stack gọi là giới hạn điểm náo nhiệt 300 điểm. Mỗi khi nhân vật trong đội tăng hoặc giảm 1% máu thì nó sẽ cộng vào đây một cái điểm náo nhiệt. Khi đủ 300 thì sẽ là max điểm. Ở cung mệnh không thì búp khoảng 60% tăng sát thương chuyển đổi từ náo nhiệt. Với hồi chiêu 15 giây và cái thời gian sử dụng là 18 giây thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái chiêu này trước thời gian hồi. Cái vấn đề quan trọng nhất của cái chiêu quy này mà mình lại thấy nhiều người không nhắc tới, đó là về chuyện là nếu như chúng ta sử dụng cái chiêu quy này trước thời gian hồi thì nó có duy trì được cái búp hay không. Để theo dõi được cái phần búp đó thì có một cái tính năng ở đây, đó là tỷ lệ nhận trị liệu chuyển đổi từ náo nhiệt có thể hiển thị trong cái phần bonus healing của nhân vật. Trong cái phần thông tin chi tiết ở bên dưới cái dòng tăng trị liệu, đó là tăng nhận trị liệu là 0%. Bây giờ mình sẽ vào trong cái bí cảnh này để test để xem là cái tỷ lệ phần trăm đó nó tăng giảm như thế nào khi mình sử dụng chiêu quy liên tục. Đây, đầu tiên vào mình sẽ bật pet lên, bật quy lên, cho pet nó hút máu. Số stack đã tăng lên là 11%, 11,9% và sẽ tăng nữa. Đây, tăng nhận trị liệu là 20% rồi đây này, khá là nhiều rồi đấy. Bây giờ cái chiêu quy của mình đã hồi rồi, mình sẽ bật lên luôn. Sau đó mình bấm C lên và xem thì anh em thấy rằng là cái tăng nhận trị liệu nó sẽ giảm xuống còn 0,5%. Tức là cái chiêu quy này nếu như anh em dùng thường xuyên thì nó cũng sẽ reset. Cho nên là anh em có thể chơi theo kiểu đó là đợi nó hết cái chiêu quy rồi thì anh em mới bật lên. Và như thế thì cái phần hiệu quả nạp của anh em nó sẽ được giảm xuống. Đây là cái cách kiểm tra khá là hay. Ngoài ra thì anh em có thể xem cái animation của cái chiêu quy này, nhưng mà nó khá là khó nhìn đấy anh em ạ. Đấy, cái tăng trị liệu nó tăng dần lên này theo cái số lượng máu tăng giảm trong đội. Đây là mình đang thử thôi cho nên là nó tăng khá là chậm. Nếu như mình chiến đấu thực chiến thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Câu hỏi đây đó là hiệu quả nạp nguyên tố của Fuyuna bao nhiêu là đủ. Đây mình đã thử sử dụng với một cái mốc test, đó là sử dụng cái chiêu quy trước thời gian hồi, tức là dư nạp đó anh em, nạp cho kiểu đó là 15 giây cooldown là mình dùng luôn. Anh em có thể thấy ở đây đó là mình đang sử dụng team có một mình Fuyuna trong đội và đang sử dụng kiếm Tây Phong. Hiệu quả nạp của mình là gần mức 250%, thì khi chuyển sang Fuyuna ở đây anh em thấy rằng cái quy nó vừa kịp hồi. Như vậy nếu kết hợp với cái việc test cái chiêu quy vừa rồi là nó reset cái búp ấy, thì anh em có thể giảm hiệu quả nạp xuống. Theo mình là nếu như đi một mình Fuyuna thì khoảng tầm 200-210% hiệu quả nạp. Còn nếu như đi với hai nhân vật hệ thủy thì cái nạp nó sẽ giảm xuống còn khoảng 160-180. Nếu như có thêm vũ khí Tây Phong các kiểu nữa thì nó sẽ có thay đổi khoảng tầm 15%. Nói chung để chơi Fuyuna thoải mái thì mình cho rằng vẫn nên để hiệu quả nạp cao một chút. Ok, về cái thiên phú cố định điệu văn vô tận này thì nó mô tả rằng là nếu như trong đội có một nhân vật khác trị liệu thì Fuyuna sẽ chuyển cái phần trị liệu thừa đó cho nhân vật trong đội gần đó, và mức hồi phục tương đương với 2% giới hạn của mỗi nhân vật. Cái thiên phú này nó sẽ giúp cho Fuyuna có thể kết hợp đội hình với các cái nhân vật hồi phục ở đơn mục tiêu. Lời thoại không ai nghe thì cái này nó đơn giản mô tả rằng là nếu như Fuyuna có khoảng 40.000 máu thì cái lượng sát thương thành viên Salon gây ra nó sẽ được tăng lên max là 28%. Cái mốc máu 40.000 này thì theo mình là nó cũng không quá dễ để đạt được. Để có thể đạt được cái mốc đó thì nó sẽ phải hy sinh một vài chỉ số. Nên theo mình thì cái 40.000 máu này chỉ là một cái mốc mà anh em hướng đến thôi. Về ưu tiên up thiên phú thì theo mình là chỉ cần up chiêu E và chiêu Q thôi. Up hai chiêu này lên max 8 điểm hoặc 10 điểm. Cá nhân mình thì mình sẽ cho khoảng 10 điểm. Còn về cái chiêu đánh thường thì mình nghĩ là không cần phải nâng cũng được.
đây là video review nên mình sẽ không đi sâu về phần, nói chung là phần build. Mình sẽ sâu cho anh em xem cái phần chỉ số mình sử dụng thôi. Nếu như mình sử dụng cái vũ khí bàn nham kết lục, về phần hiệu quả nạp thì nó còn hơi thiếu một chút thôi. Nếu mình căn lại thì cái chỉ số nó sẽ có thay đổi nhưng mà không thay đổi quá nhiều. Sử dụng kiếm Tây Phong như vừa rồi mình sâu trong cái đoạn về hiệu quả nạp thì nó sẽ là chỉ số như thế này. Như mình đã nói rồi thì cái này là để mình test, để hồi cái chu kỳ trước thời gian thôi, chứ anh em không thật sự là cần cái hiệu quả nạp cao như thế đâu. Về cái ly thì mình dùng ly HP, bởi vì là cái lượng máu của Fuina ấy, nếu như mà mình sử dụng cái ly thủy nữa thì nó sẽ giảm rất là thấp. Bộ skill của Fuina thưởng lợi rất nhiều từ chỉ số HP. Đồng hồ mình chọn đồng hồ hiệu quả nạp luôn. Và cái nón là nón tỷ lệ bạo kích. Về nón thì nón tỷ lệ bạo sát thương bạo kích thôi. Một số trường hợp nếu như cần căn chỉnh cái phần máu thì anh em có thể sử dụng nón HP. Về dòng phụ, dòng chính thì mình đã nhắc trong cái video chuẩn bị cho Fuina rồi. Đó là tỷ lệ bạo, sát thương bạo kích, hiệu quả nạp và máu. Về trường hợp vũ khí cho Fuina thì chúng ta có thể lấy dòng phụ là hiệu quả nạp, tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích và HP. Dù anh em dùng cái dòng phụ như thế nào đi nữa thì mình nghĩ rằng anh em vẫn nên để tâm đến cái phần hiệu quả nạp nguyên tố. Anh em cần phải đảm bảo nó đủ cao để có thể sử dụng được cái chức quy liên tục nếu như anh em muốn thế. Về cây răng nanh reset thì dùng rất là hiệu quả và cái sát thương của nó thì không thua kém gì cây bàn nham cả, mình đã test rồi. Nó chỉ thua so với cây chấn thôi. Về cây chấn thì cái lượng sát thương nó là lớn nhất nhưng mà nó không vượt trội quá nhiều so với cây bàn nham. Mình thấy rằng nó chênh nhau cũng chỉ khoảng tầm nói chung là 10% thôi. Ok, để chốt lại về phần chỉ số và di vật của Fuina thì mình cho rằng là nếu như anh em muốn cái chiêu quy hoạt động liên tục ấy, thì anh em cần phải build hiệu quả nạp cao. Lúc đó thì anh em có phải du di những cái chỉ số khác như tỷ lệ bạo, sát thương bạo kích và cả lượng máu nữa. Về phần hiệu quả nạp là bao nhiêu thì mình đã nói rõ trong phần chỉ số rồi. Nó còn phụ thuộc vào việc anh em cho Fuina đi một mình hay là đi với các nhân vật hệ thủy khác. Về team triệu hồi của Fuina thì mình thấy nó có thể kết hợp với rất là nhiều nhân vật. Cá nhân mình thì mình nghĩ là mình vẫn chưa thử hết những cái trường hợp kết hợp team triệu hồi của Fuina đâu. Ở đây mình đang sử dụng team Fuina, Yamiko, Baizu và Kazuha. Thì đây chỉ là một cái ví dụ thôi, nó không phải là những thành viên cố định đâu anh em. Mình chưa nói xong thì con quái đã chết rồi. Anh em thấy rằng là cái lượng sát thương của nó khá là nhiều đấy. Trong một trường hợp rẻ hơn thì mình đã thay các nhân vật như là Ye thay bằng Fit, Baizu thay bằng Yao Yao và cho thêm Naida vào. Về cái hiệu quả sát thương thì mình thấy nó kém một chút, tuy nhiên thì rõ ràng nó rẻ hơn. Cơ bản thì nó vẫn hoạt động được và chơi thì cực kỳ vui anh em ạ. Theo mình thấy thì có rất là nhiều nhân vật hưởng lợi từ cái bộ skill của Fuina khi mà chơi theo kiểu triệu hồi như thế này. Ban đầu thì mình nghĩ rằng cái team tứ thần nó chỉ là một dạng meme thôi, nhưng hóa ra thì nó khá là meme nhưng mà nó vẫn hiệu quả anh em ạ. Chúng ta có 4 nhân vật đều có cái phần tự động đánh và khi tự động đánh thì nó còn kích hoạt những cái phản ứng nữa và cũng khá là hay. Cũng là một cái dạng team auto và rất là nhàn. Như trong màn chiến đấu này thì gần như là mình chấp luôn lộ của Fuina không bật từ đầu. Nếu như bật từ đầu thì kết quả nó sẽ còn nhanh hơn rất là nhiều. Về trường hợp của Lovilet đi với cả Fuina thì do mình chỉ có C0 của Lovilet thôi. Nếu kết hợp thêm một nhân vật hệ thủy vào nữa thì sẽ không thể đủ 3 nguyên tố trong đây. Về cái lượng sát thương thì mình thấy rằng là nó không mạnh lắm, bởi vì búp cho chiến trọng kích bị mất một stack. Nếu như anh em thích thì anh em có thể chơi, còn cá nhân mình thì mình thấy rằng nó thực sự là không quá nổi bật. Trong trường hợp anh em có Lovilet C1 thì mình nghĩ là cái team này nó sẽ ngon, còn C0 thì nên chơi với đội hình khác. Mình cũng đã thử cái khả năng mở khóa đội hình các nhân vật DPS cũ sử dụng bộ thợ săn. Mình đã thử ở đây một nhân vật đó là Noel. Do Noel của mình có sẵn bộ di vật và vũ khí cũng như là phần cung mệnh 6. Chỉ với 43% tỷ lệ thôi, khi vào trong trận bật con pet của Thủy Thần lên thì cái tỷ lệ bạo kích của Noel của mình đã đạt lên con số rất là cao, tương tự với các nhân vật ở Fountain khác. Khi đeo bộ thợ săn thì cái chỉ số nó rất là ảo. Noel là một trong nhân vật mà mình nghĩ rằng là rất thích hợp với cái kiểu chơi tà đạo của Thủy Thần này. Và thực sự thì cái kiểu chơi tà đạo này nó có tác dụng thực chiến nha anh em. Mình đã thử đánh với La Hoàn rồi và có thể clear được 3 sao đấy. Với cái việc thử team thực chiến như này thì mình nghĩ rằng là cái khả năng mở khóa đội hình của Thủy Thần với các nhân vật DPS cũ sử dụng bộ thợ săn nó không phải là lý thuyết nữa. Cá nhân mình thì mình đánh giá khá là cao cái khả năng mở khóa đội hình này. Về trường hợp Fuina đi với team quốc dân thay thế sinh quyêu trong cái team đó thì mình thấy cái bốc hơi nó rất là loạn anh em ạ. Cái cấp thủy của Fuina trong trường hợp này là không đủ, nên là trên thanh máu của quái thì thường có ấn hỏa. Và trường hợp ngộ nghĩnh lúc đó là pet của anh em bốc hơi chứ không phải là sang ly bốc hơi nữa. Nói chung là mình thấy nó không quá hiệu quả đâu anh em. Còn rất là nhiều những đội hình khác mà mình chưa thử, ví dụ như là team đóng băng, rồi team kẹp với cả Hu Tao, rồi team thuần thủy chẳng hạn, mình vẫn chưa thử. Và cả những trường hợp mà chỉ sử dụng Fuina là nhân vật hồi máu thì mình cũng chưa động đến. Với một khoảng thời gian ngắn như vậy thì không thể làm được quá nhiều nội dung được anh em à. Để tóm lại về đội hình thì mình thấy Fuina có nhiều lựa chọn, nổi bật trong đó thì có team triệu hồi nhiều biến thể là rất vui. Sau đó là team DPS đánh di vật thợ săn, Fuina có vai trò quan trọng trong cái team này. Và sau đó là đến những cái team mà không đi tốt với Sinh Quyêu Lan thì Fuina có thể lấp chỗ trống. Theo mình như thế cũng là rất nhiều rồi và mình đánh giá cái phần đội hình của Fuina là khá đa dụng. Yeah.
Ok, chào mừng anh em đến với phần về cung mệnh nhá. Bây giờ mình sẽ điểm qua một chút về cái phần cung mệnh này. Về cung mệnh số 1 thì nó mô tả rằng là khi thi triển chiêu quy thì Fuina nhận 150 điểm nóng nhiệt luôn. Và ngoài ra cái giới hạn điểm nóng nhiệt tăng thêm 100 điểm. Như vậy nó sẽ làm tăng cái khả năng buff của Fuina lên rất là nhiều. Theo mình thì cung mệnh 1 này khá là giá trị. Bởi vì khi mình ở chơi thì mình thấy rằng là cái việc tích stack này của Fuina nó không thật sự đồng đều giữa các đội hình. Ở khi anh em có nhân vật như là Baizu thì tích khá là nhanh, còn trong trường hợp anh em không có thì nó tích không được nhanh lắm. Cung mệnh 1 sẽ là một cái bổ sung đáng giá giúp cho Fuina có được cái phần buff sát thương hiệu quả hơn. Cung mệnh 2 nó sẽ giúp cho anh em tích cái điểm nóng nhiệt nhanh hơn, nó sẽ hỗ trợ cho anh em mở rộng cái điểm của cái phần cung mệnh 1 này. Bên cạnh đó thì nó còn tăng cái giới hạn máu của Fuina nữa. Cho nên mình nghĩ rằng là nếu như anh em có cung mệnh 2 và anh em thấy rằng cái lượng máu của Fuina đủ rồi chẳng hạn, thì anh em có thể tùy chọn sử dụng một cái ly sát thương nguyên tố thủy để thử xem nó có hiệu quả không. Ok. Cái khả năng nạp năng lượng của Fuina, cái điều mà Fuina thiếu nhất thì họ lại nhét đến tận cung mệnh 4 cơ anh em. Với cái cung mệnh 4 này thì nó sẽ giúp cho Fuina hồi cái điểm năng lượng nguyên tố khá là nhiều. Nhưng mà cung mệnh 4 thì mình nghĩ rằng là không nhiều người chơi hướng đến, thế là mình sẽ bỏ qua. Về hai cái phần cung mệnh này thì mình đánh giá nó khá là tốt. Cá nhân mình thì mình cho rằng là nếu như có điều kiện ở cái banner này thì anh em có thể đổ vào cái phần là cung mệnh, vì thực sự là cái vũ khí chấn thì mình thấy rằng là nó không hấp dẫn bằng cái phần cung mệnh này. Nếu câu hỏi của anh em là Fuina có phải là nhân vật đáng roll hay không thì câu trả lời sẽ là nó tùy thuộc vào việc anh em có thích nhân vật hay không. Nếu anh em yêu thích nhân vật thì đây có những cái điểm cộng mà anh em khi roll về sẽ hài lòng, là một nhân vật có thể hoạt động tốt ngay ở cung mệnh không, không phụ thuộc vào chấn, có thể làm sát DPS mạnh, có một cái lối chơi triệu hồi đặc biệt và có thể mở khóa lối chơi thợ săn cho các nhân vật DPS cũ. Thêm vào đó có những khả năng ăn chơi như đi trên mặt nước hay là giữ cả hai cái nguyên tố của Fontaine là Yuzia và Numa. Hiện tại thì đây là những điểm độc đáo nhất của nhân vật và mình cảm thấy hài lòng về cái điểm này. Nên mình cho rằng đây vẫn là một nhân vật đáng roll, và nếu xét ở cái rank là Vision thì đây là một nhân vật tốt. Còn nếu vượt lên một chút là rank thần thì cá nhân mình cho rằng là bộ kit của Fuina vẫn còn thiếu một chút về cái khả năng làm hạt nhân, về cái khả năng khó thay thế cho các đội hình thì cũng có, nhưng mà mình thấy rằng nó chưa đạt được cái tầm quan trọng cần thiết. Còn một cái điểm nữa mà mình chưa thích ở Fuina lắm đó là về cái phần cấp thủy. Cái cấp thủy của quái mình thấy rằng nó vẫn hơi chậm. Cá nhân mình thì mình vẫn có mong muốn rằng là bọn quái này nó sẽ hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên thì đó chỉ là cái mong muốn cá nhân mình thôi. Tóm lại về Fuina thì mình cho rằng nếu anh em yêu thích nhân vật, khi roll về thì anh em có thể cảm thấy hài lòng với nhân vật này. Trong trường hợp ngược lại, vì một lý do nào đó anh em không thích nhân vật thì anh em có thể bỏ qua để đầu tư cho các nhân vật mà anh em yêu thích hơn. Mình vẫn luôn biết rằng là cái phần cốt truyện nó không quyết định cái bộ kit của nhân vật. Tuy nhiên thì với trường hợp của Fuina thì theo mình là nó lại có sự liên quan khá là mạnh. Mình lại thấy đây là một cái trường hợp rất là hay để cho người chơi không thể đoán trước được là ý định của nhà phát hành sẽ như thế nào. Ok anh em, tới đây thì mình sẽ tạm kết cái phần review về Fuina ở đây nhá. Trong tương lai, nếu như có thêm các thông tin khác cần bổ sung thì mình sẽ làm video sau. Và hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video đó nha. Và xin chúc anh em roll cũng như là build nhân vật thành công, may mắn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và mình đã rất nghiêm túc đây.